Xin chào cả nhà, hôm nay có nhiều chương trình hấp dẫn lắm. Morning. Good morning Anh, how are you? Good morning, I'm well, thank you. How about you? I'm great. Good morning, các anh chị em. Hôm nay so excited, so honored, hôm nay được bác sĩ Vũ lên chia sẻ với mình. Ồ vậy hả? Ồ lâu nay mình cũng có lên, mình bận quá mình có thời gian mình lên live nhiều. Dạ. Cảm ơn có cơ hội nói chuyện chia sẻ về cái công nghệ LumiSpa phải không? Dạ nhưng mà đừng có bật máy sớm nha, mình đợi đông người vô, em nói là phải trên 100 người mình mới chia sẻ anh. Anh em chị Vượng nói dẫn chơi thôi. Xin chào tất cả mọi người, các anh chị em có mặt trên Facebook Live hôm nay, để cho mình tự giới thiệu. Mình là Dược sĩ Phượng Đoàn đến từ thành phố St. Louis. Hôm nay rất là hân hạnh và rất là vui là mình mời được một nhân vật rất khá quan trọng là bác sĩ Hữu Lê. Nhà tầm về bác sĩ có thể chào mọi người và chia sẻ chút xíu thôi nha, đừng có bật quý hết nha. Để bác sĩ go ahead. Chào các bạn, good morning. Mình là bác sĩ Lê Vũ, mình có một cái thẩm mỹ viện ở Orange County. Mình chuyên môn lo về da và về dáng. Người nào muốn da đẹp thì tới mình, người nào muốn có một thân hình đẹp thì tới mình. thì mình kinh doanh với lại New Skin cũng hơn một năm rồi. Actually tháng 2 là đúng một năm, bây giờ tháng 3 là hơn một năm. Thì trong thời gian đó có rất là nhiều công nghệ và nhiều sản phẩm tuyệt vời. Thì sáng nay mình sẽ chia sẻ và với dược sĩ Phương để mà giúp các bạn có một cái kinh doanh tốt đẹp và phát triển nhiều hơn năm nay. Dạ. Cảm ơn bác sĩ. Phần đầu tiên á, bác sĩ Vũ và Phượng sẽ chia sẻ với các anh chị á là về cái máy LumiSpa, cái công nghệ này các anh chị. Phượng mê cái này lắm. Hi Katrina. Phượng mê cái này vô cùng. Cho nên Phượng đâu có dám nói, Phượng nói là hết cái ngày. Cho nên Phượng phải mời bác sĩ nói để có control, chứ để cho Phượng nói cái là hết ngày. Ok, vậy bác sĩ xin chia sẻ trước hết á, là bác sĩ Vũ có thể chia sẻ là những cái công nghệ độc đáo trong cái máy thần kỳ này, cái máy mà em rất là mê này, những tại sao là một phút, một cái máy 2 phút có 7 lợi ích gì. Và anh có thể chia sẻ điều đó. Về mình nói cái công nghệ sơ sơ thôi, xong rồi sau đó anh có thể chia sẻ làm sao mà từ cái nhìn của anh, từ là người bác sĩ mà chuyên gia về medical spa, là những cái em nói em quên rồi, nhà thẩm mỹ đúng không? Ok rồi, mời anh. Cái máy LumiSpa này là một cái công nghệ rất là đặc biệt, tại vì cái đầu nó xoay 2 chiều, it's called counter oscillation. Và cái đó là một cái technique rất là hay, tại hồi trước giờ là ở trên cái thị trường thì chưa có một cái công nghệ nào nó làm cái điều đó. Phần đông nếu mà kinh nghiệm chung á, thì mọi người đã dùng một cái máy đầu nó có thể là cái cọ thì nó quay một chiều thôi, hoặc là mình dùng một cái máy khác, nó kêu là một cái loại máy nó dùng những cái âm thanh như ultrasound, nó kêu là clarisonic. Thì cái loại máy đó thì nó dùng âm thanh để mình nó đẩy, nó sủi hết cái lớp da chết đi. Thì hai cái đó nó cũng là việc khá tốt, nhưng mà cái vấn đề là hai cái bánh khi mà cái đầu nó quay một chiều và những cái cọ nó cứng đó, thì có thể làm trầy và tổn thương da. Và khi mình dùng những cái sản phẩm mà có ultrasound nó cũng làm tổn thương da. Thì trong kinh nghiệm chung của mình ở văn phòng thẩm mỹ đó, thì những cái người esthetician thường thường họ dùng những cái đầu cọ bằng máy để mà họ làm sạch da. Đó là một trong mấy ấy function của những người mà chuyên môn về da đó. Thì ở văn phòng mình cũng không có xài cái đó, tại mình kinh nghiệm của mình thấy là cái đó nó sùng thì nó trầy cái da, và sau này một thời gian sau nó có thể làm người ta bị mụn nhiều hơn. Thì bây giờ cái máy này nó quay 2 đầu chiều như vậy á, thì nó đỡ bị trầy da, không tổn thương da. Nhưng mà cái công nghệ đó rất là tuyệt vời, tại vì nó giúp cho không những là không trầy da, nhưng mà nó làm rất là sạch, nó sạch lỗ chân lông. Và nó làm cho cái da mình nó lỗ chân lông khi mà sạch thì nó sẽ xe lại, và mình sẽ có một cái mình nhìn thì mình thấy da mình sẽ láng hơn, khi nó sạch thì nó sẽ sáng hơn, và nó rất là mịn tại vì nó đẩy hết những cái tế bào chết đi. Thì đó là những cái mà cảm nghiệm chung. Và khi mình dùng cái máy này thì mình rờ cái da mình sẽ thấy khác biệt. Ví dụ mình làm nửa mặt đi thì cái bên mình làm nó sẽ khác biệt với bên kia. Cộng là một cái quan trọng nhất là những cái công nghệ khác cũng có thể làm cái chuyện này, nhưng mà
nó là làm tổn thương da như là cái cọ hoặc là cái clarisonic, cái này là một cái công nghệ mà mình có thể dùng hàng ngày, tại vì mỗi ngày da mình đều làm tế bào chết hết, phải không? Từ nên mình phải cần đẩy cái tế bào chết đi để lỗ chân lông mình nó thở được, và nó kích thích cái làn da mình làm thêm những cái protein, thì nó là, thì sẽ giúp những người đó muốn rejuvenation, tức là muốn giữ làn da trẻ đẹp, thì cái đó là một cái công nghệ mình có thể xài. Wow, cảm ơn bác sĩ. Quá tuyệt vời. Em thì nghe là em rất là mê, nhưng mà để em tóm tắt lại ha. Bác sĩ nói là cái này nó hay, như nó tái tạo da mình, và nó đẩy đi những cái da chết, nó tái tạo da mình. Mà làm tại vì nó thanh lọc được những cái chất độc từ ở trong cái lỗ chân lông rất là sâu. Chính vì vậy nó thanh lọc được da là cái thứ nhì. Và nhìn nhờ nó thanh lọc da cho nó làm cho mình mềm hơn, mềm mại hơn. Và chỗ chân lông của mình nó nhỏ là cái thứ ba. Cái thứ tư là lỗ chân lông của mình nó nhỏ hơn, đúng không? Để em ghi nốt, em ghi nốt nè. Và nó là cái tại vì khi mà da mình nó sạch và nó mới thì nó sẽ sáng sáng rỡ lên hơn, đúng không? Là cái thứ năm. Bác chỉ có thể nói thêm về cái làm sao mà cái nó tăng cái thể tích của cái da khi mà mình ở dưới nó chết á, mà mình có nhiều cái chất bổ gì mà để làm sao cái da của mình nó không có bị chị kiếm mình, nó không bị khi mà da mình già úa không đủ sức á, thì giống như cái mát nó shrink vậy đó anh, thì anh có thể chia sẻ thêm về phần đó hay không, tại sao cái da mình nó Ok. nâu được, là da mình nó căng lên được như da của em bây giờ này không? Cái làn da mình á, thì mình nếu mình nhìn dưới trên MV thì nó có cái phần ngoại bì, nó rất là mỏng ở ngoài và nó cho mình sắc tố của cái da mình. Còn đó là cái phần con mắt mình thấy được. Mà ở dưới cái lớp ngoại bì thì nó có cái phần nội bì nó rất là dài. Thì cái lớp ngoại nội bì này trong đó nó có những cái chất protein, tức là cái chất đạm. Nó là filler, nó giúp đẩy cái làn da, nó nâng cái làn da giống như là một cái nền móng của cái nhà vậy đó. Thì cái nền móng này nếu mà nó có đầy đủ chất đạm, chất protein thì cái da mình sẽ cảm giác như là nó sẽ đầy đặn hơn và nó không có cái lớp ngoại bì, nó không bị sụp vào. Giống như cái nền móng mà nó có lỗ trong đó đó, khi mà lớn tuổi lên đó thì cơ thể mình nó không có làm ra nhiều chất collagen. Mình nghe quen cái lời đó, tức là chất đạm, và những cái chất khác như là elastin, nó làm cái độ co giãn của cái da mình. Thì hai cái chất đó là hai chất rất quan trọng ở trong cái nội bì, mà khi mình lớn tuổi thì cơ thể mình không có làm nhiều cái chất đó nữa, và ngay cả ánh sáng mặt trời, tia cực tím ở ngoài ánh sáng mặt trời nó sẽ làm phá hoại những cái loại chất đạm này như là collagen hay là elastin. Thì mình thấy bên Việt Nam mình, các người mà họ làm ngoài đồng ngoài quê đó thì họ làm ngoài nắng cả ngày cả đêm thì thấy răng da họ rất là cứng, rất là khô và có những cái lần nhăn rất là sâu, tại vì họ đã mất hết tất cả những chất collagen và elastin. Thì dùng những cái công nghệ nào hoặc là dùng những cái sản phẩm nào có thể vô được trong cái nội bì để kích thích da mình làm ra những cái chất protein này, thì da mình nó sẽ đầy đặn hơn, nó đẩy lên và nó làm bớt những cái nếp nhăn và chống lại được cái sự lão hóa của làn da mình khi mình lớn tuổi lên. Đó là thì cái máy này nó counter oscillation và nó vừa massage cái da mình nữa. Nhờ vậy và khoảng trong những cái cuộc thí nghiệm mà công ty đã làm thì thấy là những cái làn da mà dùng cái máy LumiSpa nó sẽ tăng lên cái chất protein production, tức là khả năng làm ra chất đạm của làn da nội bì của mình, thì cái đó nó cũng giúp cho mình chống lại lão hóa rất là hữu hiệu. Đề tài bác sĩ nói nghe rất là hấp dẫn, câu mà em nghe là ở Việt Nam á, nông dân á, nhưng mà em thấy á, khi mình không phải nói người nông dân không, anh bác sĩ Vũ Phong nhận không, và em thấy cái điều mà người Việt Nam, môi trường Việt Nam rất là dơ, thì anh có thể nào không những khuyên những người nông dân đúng không, mà anh nghĩ là có phải tất cả mọi người đều dùng. Và cái điều mà em thấy rất là hấp dẫn nhất là bây giờ là Việt Nam là đang nóng lắm, là mới ra thị trường nè, đúng không? Cái máy ở Việt Nam có nhiều người, bên Mỹ mình thì được hân hạnh được xài trước, nhưng bây giờ là niềm hạnh phúc lớn nhất của Việt Nam bây giờ. Việt Nam bây giờ đang bùng cháy là được sở hữu cái này. Và điều rất là cái này mà Việt Nam được là Việt Nam phải rất là mừng, đó là bây giờ anh có thể nào khỏe với Việt Nam, đặc biệt là thị trường Việt Nam. Thị trường Mỹ thì mình đã biết rồi đúng không, nhưng mà thị trường bây giờ bắt làm sao cho bạn hiểu là bây giờ cái máy này, cái máy thần kỳ trong tay của mình nè, và những cái điều tại sao, thứ nhất là thị trường Việt Nam tại sao rất là cần đến cái máy này, tất cả mọi người không phải những người nông dân không đâu. Thì lấy như cái môi trường mình sống nó rất là quan trọng. Khi mà trong ngày
những cái sắc loại da bẩm sinh của những sắc dân như là chúng ta người Việt Nam ở vùng nhiệt đới thì có rất là nhiều lỗ chân lông. Cái lý do mình cần lỗ chân lông tại vì mình ở thì nó rất là nóng và ánh sáng mặt trời nó rất là mạnh, thì ra da mình nó làm dầu ra rất là nhiều. Thì tại vì mình có nhiều dầu, dầu thì nó bảo vệ da mình nhưng mà nó cũng là một cái môi trường để mà bụi với lại những cái chất hóa chất khác mà cái da mình tiếp xúc vào cái môi trường khi mình lái xe gắn máy, mình ở ngoài trời nhiều thì nó sẽ bám vào cái da mình và những cái chất đó có thể là nó nằm và nó ảnh hưởng da mình rất là nhiều. Thì khi mà mình có sở hữu được một cái máy này thì nó không những là nó giúp mình làm sạch lỗ chân lông mình, nó tẩy hết cái dầu và những cái chất hóa chất là những cái hóa những độc tố của môi trường của mình nó đang dính trên da mình, thì cái máy này sẽ giúp mình tẩy sạch cái đó. Và khi mình không có độc tố trên da mình và da mình nó sạch, nó thở được thì lẽ nhiên là nó khỏe hơn, và nó giúp mình chống lại oxy hóa của môi trường là một. Sau đó mình dùng những sản phẩm khác để mà dưỡng da mình thì nó thấm vào một cách rất là hữu hiệu. Thì mình nghĩ là ở bên Việt Nam mình là một cái xứ nóng, dầu ra rất là nhiều, thì cái máy này nó giúp mình rửa sạch da tốt hơn, và nó sẽ chống lại được những cái vấn đề như là lỗ chân lông mình bị bít bởi những cái hóa chất hoặc là dầu nó bị đóng đó. À, cảm ơn bác sĩ. Anh nói đến phần này là em nghe là em máu lửa dữ lắm rồi, em đang hấp, em đang vui lắm, anh nói nhiều ý kiến lúc đầu em nói chết 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 là như vậy nè. Nhưng bây giờ mình có 270 mấy người rồi, là bây giờ mình bắt đầu vô vấn đề hấp dẫn hơn nữa. Nhưng mà trước khi vô vấn đề đó trước khi vô vấn đề đó, để em tóm tắt chút xíu. Một cái máy này thần kỳ là tại sao? Có 7 lợi ích phải không các anh chị? Và phần đã chia sẻ 7 lợi ích đó. Nhưng mà các anh chị như bác sĩ mới nói đó, bây giờ thị trường Việt Nam này mình tại sao mình rất là cần, có nghĩa là tất cả mọi người ở Việt Nam đều cần. Thứ nhất là cái môi trường, thứ là pollution, cái thứ nhì là độ nóng, độ nắng thì ra nhiều dầu đúng không, như bác sĩ mới chia sẻ. Cho nên các anh chị khi mà bác sĩ nói điều đó, người của vẫn so excited, có nghĩa là gì, có nghĩa là money 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 các chị, có nghĩa là ai cũng có nhu cầu cái này hết, tất cả mọi người ở Việt Nam, người lớn người trẻ gì cũng cần, cũng có nhu cầu này hết các anh chị ha. Mà cái điều thần kỳ nữa đó là teenager mấy em mười mấy tuổi vẫn xài được, không biết có tiền xài không thôi, nhưng mà xài được rất là dễ, xài 2 phút thôi, cái điều đó là điều thần kỳ. Nhưng mà bây giờ trước khi tiếp tục theo chương trình Việt Nam, làm sao Việt Nam có thể gì cái máy thần kỳ này mà đáp ứng nhu cầu cho tất cả mọi người ở Việt Nam, tại ai cũng có nhu cầu mà đúng không các anh chị. Trước khi mình nói tiền ở Việt Nam, bây giờ bác sĩ chia sẻ kinh nghiệm, tại em không biết mấy giờ, em không có giờ em coi được. Bác sĩ chia sẻ kinh nghiệm của bác sĩ là từ cái máy này nè, nó giúp kinh doanh anh đi đến đâu, để cho những người anh chị bên Việt Nam đang coi đó, tại trong đây của mình là nhóm mà là toàn những người kinh doanh không đó, thì anh có thể chia sẻ Dạ vâng. là một người bác sĩ chuyên về thẩm mỹ, cái máy này nó đem lại lợi ích gì cho anh, nói về mình đang nói kinh doanh là mình nói về tiền đó, thì anh xin chia sẻ đi, tại vì là phần này là em nói là phần hấp dẫn nãy giờ quảng cáo đó. Cái sản phẩm này nó thay đổi cái cách mà mình điều trị người bệnh nhân ở trong văn phòng mình rất là nhiều. Ví dụ hồi trước á, thì những cái người chuyên môn về da thì họ làm sạch lỗ chân lông bằng dùng những cái máy có cái cọ hoặc là dùng bằng tay đó. Thì bây giờ mình bỏ hết cái cọ và không có dùng bằng tay nữa, mình chỉ dùng cái máy LumiSpa này là cái bước đầu tiên khi mà một người bệnh nhân tới văn phòng mình để điều trị da, thì cái này là cái step đầu tiên mình làm cho sạch da họ. Thì ở văn phòng mình trước khi mà mình gọi là giới thiệu cái sản phẩm này á, thì mình làm một nửa mặt bằng cái máy LumiSpa, còn phía bên kia mình để cho họ dùng cái phương pháp cũ, xong đó mình cho họ sự lựa chọn, sẽ thích là lựa chọn cái máy LumiSpa hay là vẫn làm cái cũ. Thì phần đông này mọi người là thích chuyển qua cái máy LumiSpa vì cái cảm giác của cái da sau khi mình xài 2 phút thôi nó rất là sạch và cảm giác rất là mịn. Đó là selling point. Mà không những vậy, nó có cái kết quả rồi đó, thì sau đó nó rất dễ để cho mình giới thiệu họ đem về tiếp tục dùng cái máy này ở nhà để mà họ giúp cái làn da họ có được tiếp tục được có một cái kết quả như vậy. Và cái thứ hai là rất là nhiều á, là điều trị cho những bé bị mụn, tại vì phần đông người ta bị mụn vì lỗ chân lông bị bít. Mà nếu mà da càng nhiều dầu bao nhiêu, tức là càng nhiều lỗ chân lông bấy nhiêu, thì càng nhiều lỗ chân lông lẽ nhiên mình sẽ có nhiều mụn hơn. Và ở những bé ở Việt Nam hay là ở Mỹ này, lúc mà teenage, tức là cái tuổi dậy thì, nó ra mụn rất là nhiều.
thì dùng cái LumiSpa này sẽ giúp họ có thể đẩy tế bào chết sạch lỗ chân lông mỗi ngày. Thì nhờ vậy bệnh nhân sẽ đỡ bị mụn hơn. Thành mà cái máy này, cái tuyệt vời của nó là mình có thể mua một cái máy nhưng mà mình có thể mua rất là nhiều cái đầu khác nhau, tại vì cái đầu máy mình có thể tháo ra tháo vô rất là dễ dàng. Thì mỗi người có một cái riêng đó, mỗi người có một cái riêng, nhất là những bé mà đang bị mụn thì mình không muốn lây vi trùng từ da mình qua da người khác trong gia đình không bị mụn. Thì nếu mình dùng cùng cái đầu với nhau, có thể mình sẽ lây cái vi trùng nó qua, rồi sẽ làm người ta cũng bị mụn theo. Thì mỗi người có thể mua một cái đầu máy riêng và có dự mà dùng riêng trong một cái gia đình. Thì nó cái đó được ở gia đình, trong gia đình mình thì có người người chị có hai đứa, đứa trai đứa gái, hai đứa là nó giành giật nhau dùng cái máy này hoài thôi, thằng người này chạy xuống sông kia lấy tới giật rồi. Và cái hay nữa là cái máy này đã được cấu tạo với cho nhiều loại da khác nhau, da khô hoặc là da bị nhạy cảm sensitive, hoặc là da bình thường tức là hỗn hợp, hoặc là da dầu, hoặc là da mụn. Thì cũng nó có nhiều loại đầu máy khác nhau để mà giúp mỗi người. Thì có thể mà hỏi cái người mà giới thiệu này họ cố vấn cho. Nhưng mà nó có những cái loại kem để mà xài cho những cái loại da này chỉnh rất một cách rất là chính xác. Tại nên mỗi người có một cái đầu riêng và có thể họ dùng cái kem riêng mà hợp với cái dàn da họ nhất. Đó, đó đó là một một trong những cái tube đó. Thì thật ra cái máy này nó rất là hay, tại vì có thể uyển chuyển cho rất là nhiều người mà có thể mà một cái đầu máy thôi, một cái máy thôi mình có thể nhiều nhiều đầu máy khác nhau, không cần pin. Cái này nó thật sự nó sạc lại bằng điện, và mình có để cái này cái à, phải là cái máy này tuyệt vời nữa là nó không có thấm nước, Đúng. nó waterproof. Thế nên mình có thể dùng nó khi mình đang tắm. Thì mình thì mình hay dùng buổi tối sau khi mình tắm, thì mình dùng cái máy này trong khi mình tắm, rất là hữu hiệu. Nhờ vậy mình Em cộng chút tiền vô cái nhà, em nghe bác sĩ nói sợ chút xíu nên em quên cho em cắt lời có xíu. Thì mình vô đây là mình đi kinh doanh mà đúng không? Thì em muốn nhấn mạnh cái điểm này nè, các anh chị biết không, mình vô đây mình đi kinh doanh là mình muốn lấy tiền thôi. Dĩ nhiên là đẹp ai cũng muốn rồi, các anh chị biết không, thấy da của Phượng rất là glowing và da của bác sĩ không cần son phấn gì mà Phượng có thấy được là rất là mịn và rất là sáng đúng không các anh chị? Nhưng cái điểm đó đó là cái điểm ăn tiền, và tại vì mình phải xài, nếu mà mình không xài mình không nói được ai xài đúng không anh? Thứ nhất. Nhưng mà cái điểm mà nãy bác sĩ nói mà Phượng so excited mà cũng muốn nhấn mạnh liền chỗ này, xíu Phượng quên á, là vì nó có nhiều cái đầu khác nhau nhé các anh chị, và nhiều cái loại gel khác nhau. Như Phượng là Phượng xài normal nè, không biết các anh chị có thấy được không, vậy là normal xí của Phượng là normal combination. Nhưng mà tại sao mà cái kinh doanh này, cái máy này tại sao nó phải làm ra nhiều tiền như vậy? Đúng là mình có nguyên một cái thị trường ở Việt Nam và ở Mỹ và rất nhiều quốc gia, bây giờ mình có 54 quốc gia thì ai cũng có nhu cầu, đặc biệt là thị trường Việt Nam càng có nhu cầu hơn nữa tại vì rất là dơ không các anh chị. Nhưng mà tại sao mình cái môi trường đó nó không những như vậy nó còn làm ra tiền cho mình được, là vì những cái đầu khác nhau và nó do những loại da khác nhau, cho nên người nào mình cũng đáp ứng được nhu cầu đó hết. Cái là cái điểm mạnh của kinh doanh của mình, cái nghệ thuật và cái điểm mạnh đó. Nhưng mà bây giờ cái điểm mạnh này em còn thấy hay hơn nữa nè bác sĩ, tại vì em đâu có văn phòng spa như bác sĩ đâu đúng không, và tất cả các anh chị ở đây là không có ai văn phòng spa hết, chắc cũng ít người có lắm đúng không, nhưng mà vẫn làm được kinh doanh này. Tại sao vậy các anh chị? Tại vì mình nè, mình xài nè, người ta nhìn thấy mình là một, phải không, cái hiệu quả của mình sẽ làm cho người ta đem lòng tin. Cho nên á, mình thứ nhất mình phải xài, và điều thứ hai nữa đó các anh chị, khi mà mình xài đó mình xây ra một cái hệ thống, tại kinh doanh này của mình á là mạng lưới mà đúng không, cho nếu mà mình không xây hệ thống mình xài không đâu có được bao nhiêu người đâu. Nhưng nếu mà có nguyên một hệ thống dưới mình làm việc chung với mình, cho nên mình phải đi xây một cái hệ thống. Cái kinh doanh của mình nó thông minh là nằm chỗ này các anh chị, nếu mà kinh doanh này không phải là xây hệ thống Phượng sẽ không làm, Phượng chắc chắn bác sĩ Vũ cũng sẽ không làm đúng không, tại vì Phượng với bác sĩ Vũ đâu có cần đi bán hàng các anh chị, tụi Phượng sống ok lắm các anh chị, không cần bán hàng sống ok lắm. Mà mình không thể một người dược sĩ bác sĩ cầm cái máy đi bán từng nhà được, chuyện đó không thể nào xảy ra các anh chị phải không, cho dù Phượng làm người ta cũng không tin nữa. Nhưng mà cái kinh doanh của mình nó hay nè, là mình tại sao mình không cần có cái spa như bác sĩ, mình ngồi ở nhà và tất cả mọi người đều làm được, là tại vì mình có nguyên một hệ thống. Cho nên á, nếu các anh chị bán một mình thì rất là mệt mỏi đúng không, nhưng mình có nguyên một hệ thống xây ra làm rất là khỏe. Ví dụ như Phượng bữa trước Phượng xài sản phẩm xong thì có cái cô kia gọi đến Phượng nói chị ơi
mua giùm em cái, đúng không? Thì Phượng sai ở cô up là distributor, xong cô đó tự mua một cái, xong rồi như bác sĩ nói, con bác sĩ chèn nhau xài đó. Cô này cũng có một cô em teenager, cô bé teenager, là con gái teenager, đi chơi overnight camp đó bác sĩ. Thì nó nói mẹ ơi con cầm cái máy này đi được không, tại ghiền quá rồi không thể nào không đi mà không có nó được, thì lại phải gọi thêm mua một cái nữa. Okay, là nhà hai cái. Nhưng mà tại cô bé này, cái người khách hàng của em á, distributor của em mới đầu là gọi đến làm khách hàng thôi, là cái hệ thống của mình nó hay vậy, là các anh chị mình xài trước, người ta thấy kết quả của mình đúng không, xong người ta đến người ta mua vì kết quả của mình. Khi mà người ta mua xong, người khác mua vì kết quả của họ, lại là bắt đầu hệ thống là mình đã bắt đầu xây dựng. Nhưng cái điểm hay nữa đó là cái cô này là chủ của tiệm nail, cho nên bây giờ cô mua một mớ về, tại mới một cái thôi cô mua thành 7 cái, từ một cái ra 7 cái, tại mình xây nguyên cái hệ thống khách hàng của mình luôn bây giờ. Và theo kinh nghiệm của bác sĩ đó, bác sĩ có thể chia sẻ về từ một cái máy này mà mình biết ai cũng có nhu cầu, phải không? Còn mình đáp ứng được tất cả mọi làn da, làm sao mình xây nguyên một cái hệ thống để không phải một mình. Và chắc chắn là bác sĩ Giang là không bán hàng rồi, đúng không? À, mình đi bán hàng bằng, bằng cách là mình, cái kết quả của mình ra, yes, mình có bán hàng, người ta có kiếm đến mình, đúng rồi. Nhưng mình vẫn biết là lương của hai anh em mình á, thì không thể nào đi bán hàng mà lấy lại được, đúng không? Mình phải cần một cái hệ thống nó mới ra, cho anh em mình biết retire được, đúng không? Cho nên xin bác sĩ kể cái phần đó. Và wow. Cái kinh doanh gì cũng vậy, hay là cái business cũng vậy, như là văn phòng mình là một bác sĩ hay là một người dược sĩ, thì cái thời gian mình làm nó cũng có giới hạn, phải không? Mình cũng có 24 tiếng như mọi người khác. Thì mình cũng làm tối đa cái sức của mình thôi. Thì sau đó cái mức lương mình hay mức tiền mình làm, nó là nó tới một cái mức nào là nó gọi là maximum mình có thể làm hơn được với một mình. Thành ra mình rất thích cái kinh doanh nào mà có thể mình duplicate được, tức là mình đẻ ra được nhiều cái giống như vậy, giống như là một bên Mỹ nó kêu là franchising. Tức là mình có thể làm ra một cái tiệm trước mà tiệm nó thành công rồi, thì mình có thể giúp người khác mở nhiều tiệm khác, và nhờ họ mở được nhiều cái tiệm giống như cái tiệm của mình, làm giống như công thức của mình, và mỗi tiệm như vậy mình có thể có một tí lợi tức từ mỗi chỗ đó, để tại vì mình giúp người ta mở một cái tiệm đó. Thì nhiều tiệm cộng lại thì nhiều khi mỗi tiệm cho mình 10% đi, thì mình có 10 tiệm thì mình có được 100%, tức là lúc đó thực sự mình có thể về hưu, tại mình không cần làm mà mình mới có được 100% cái lợi tức. Đó là cái kinh doanh của mình rất là tuyệt vời. Thì ở văn phòng hả? Em nói là vấn đề mình chia sẻ rất là hấp dẫn, thấy không? Một không làm bây giờ ngồi ở nhà lấy 100%, nghe bác sĩ Vũ nói không? Cái đó là gọi là lợi tức mà mình không có, nó kêu là passive income. Tức là lợi tức mà mình không cần phải đích thân mình tới một cái địa điểm nào đó để làm, để mình được. Và cái tuyệt vời cái business này là mình có thể làm trong 54 quốc gia toàn thế giới. Thế nên mình có thể có một người làm distributor với mình ở một thí dụ bên Pháp, mình có một người bên Úc, hay là một người bên Canada, hay là ở Việt Nam. Thì người đó họ vẫn build một cái kinh doanh riêng cho họ. Nhưng mà riêng cho họ, nhưng mà cái đó là cũng là một source income cho mình luôn. Và chính họ, mình cũng dạy cho họ làm y hệt như vậy với những cái người cộng tác viên với họ, thì chính họ cũng được giống như mình. Thì cái này là một cái công việc sao chép. Dạ đúng. Mà giống như mình có thể, giống như là có thể mình tự nhiên cái mình đẻ ra được 100 người, 10 người, 15 người, 20 người giống như mình, mở một cái văn phòng giống như mình. Nhưng mà cái đó là cũng là một phần của mình. Thì cái này là kinh doanh nó có thể bành trướng rất là lớn và cái tầm nhìn rất là xa. Mình có thể về hưu được, mà về hưu không phải về hưu thường, nhưng mà gọi là về hưu sung sướng. Và mình có thể mình có thể để lại cái business này cho con mình, cho cái thế hệ tới nữa, chứ không phải là chỉ của mình không. Thì nên nó có rất nhiều cái tuyệt vời. Và không phải mình phải đích thân mình lúc nào cũng đi làm cái công việc đó, mình có 10 cái miệng khác, 100 cái miệng khác cũng đi làm kinh doanh và cũng giới thiệu những sản phẩm tuyệt vời như vậy với những người khác, thay vì mình phải đích thân nói thì nó sao chép ra, thì nó mở rộng rất là lớn. It's a big business. Cảm ơn bác sĩ, tuyệt vời quá. Các vợ nghe, không biết các anh chị nghe những chia lời chia sẻ của bác sĩ, các anh chị có sao không, chứ vợ nghe là nóng hừng 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 lên. Tại vì các anh chị theo một tầm nhìn của một người bác sĩ có spa riêng rồi mà tại sao vẫn tham gia kinh doanh này, điều đó chính cho ta thấy là cái
công việc của mình làm nó lớn vô cùng các anh chị, không thể nào mà không tham gia đúng không? Nhưng mà các anh chị đã tham gia rồi thì mình không thể nào không làm hết sức của nó, tại mình giống như một người, các anh leader nói công ty New Skin mỗi năm nó trả ra tiền tỷ cho mình, tại sao mình không đi lấy, tại sao tiền đó không phải là tiền của mình ha các anh chị ha. Và mình có nguyên một hệ thống là sẽ cùng mình làm việc. Và bây giờ mình cũng sắp hết giờ rồi thôi bác sĩ. Bác sĩ coi giùm em này, còn 5 phút rồi là mình phải xuống này, 9:25 là mình phải xuống để chuẩn bị vô conference call. Ok, so lời nhắn nhủ cuối cùng của Phượng là các anh chị khi mà mình xài sản phẩm này nè, và chúc mừng Việt Nam nhé, là bây giờ đã được sở hữu sản phẩm này, là mình sẽ có những làn da đẹp như Phượng với bác sĩ Mũ này, thấy không? Nhưng chứng sống, và nhờ kết quả của mình sẽ cho mình không những tiền mà có nguồn hệ thống, mà về hưu được sung sướng như bác sĩ nói nữa. Các anh chị thấy không? Cái công việc nào mà tuyệt vời như vậy? Công việc nào mà dược sĩ, bác sĩ, khoa học gia gì cũng có vô đây hết. Và mình có thể ngồi ở nhà mà ăn được 100% của từ nhiều người trở lại cộng lại như bác sĩ nói như vậy. 10 người, mỗi người 10% là 100% là các anh chị. Không có kinh doanh nào làm được điều đó. Cho nên đó là lời nhắn gửi cuối cùng của Phượng. Bây giờ anh có nhắn gửi gì không trước khi mình get off để mình vô kênh thành coi? Phượng nói ta nói rất là đầy đủ. Thật ra cái kinh doanh này là một cái kinh doanh nó thật là đơn giản. Thì mình chỉ cần học hỏi từ những người mà họ đã thành công làm công việc này, mình sao chép y hệt như vậy. Và mình sẽ dạy cho người. Thế nên mình phải là một cái copy, master copy của một người đã thành công trong công việc này. Mình copy mình y hệt như vậy. Và mình giúp những người downline của mình, những người mà mình giới thiệu vào kinh doanh này cũng làm việc y hệt như vậy. Thì nó sẽ thành công. Nghĩa là cái công việc thật sự là khi mình làm chung với nhau và làm giống nhau và làm đồng đều với nhau thì đây là một cơ hội rất là thành công. Cái này không phải công việc mà mình làm riêng. Mình làm riêng, mình làm, mình săn cái kiểu riêng của mình á, là nó sẽ thành ra không có ai bắt chước mình được. Mình đúng. Làm sao người ta bắt chước được, cái đó là sẽ thành công. Đúng. Cảm ơn bác sĩ. Em có một anh nói với em, người nào mà vô đây là công việc của mình và sao chép, mà người nào mà thích chế kiểu là sẽ biến, chế là sẽ biến, không có kết quả gì đâu. Người ta nói chế khổ biến. Lắm. Chế biến là rất là khổ. Tại vì chế biến nha, là bác sĩ sao chép và nhân rộng, sao chép và nhân rộng thôi các anh chị ha. Ok, mình đi xuống nha. Cảm ơn bác sĩ rất là nhiều đã lên đây chia sẻ với em những kiến thức và những kinh nghiệm, và cảm ơn tất cả mọi người đã vô đây và cùng chia sẻ với hai anh em. Kiếm money đây nha. Ok. Và cả nhà. Cảm ơn bác sĩ nhiều.